Xin chào anh em nha. Nào Hoàng tiếp tục lên sóng cho anh em mình chiếc xe quay 50 phân khối không cần bằng lái nha anh em. Hoàng mới vừa dọn xong luôn anh em ạ. Hoàng sắm xi măng nha anh em. Để mình lướt một vòng rồi xong mình vô quay chi tiết cho anh em xem kỹ hơn nha. Xe này đã dọn những gì nha. Dàn áo và được thay mới nha anh em. Biển số 67 SA1690. Tình trạng máy móc là im ấm bình đề đầy đủ nha anh em. Máy đã được làm mạnh hết rồi nha. Quay 50 lái nha anh em. Chó đèn zin alpha luôn nha anh em ơi. Một bài cầm thay mới ha. Cầm thắng thay mới. Dây ga thay mới luôn nha anh em. Dây đồng hồ, dây thắng đều thay mới hết nha anh em. Dàn cam thay mới ha. Dàn tinh dầu mặt được sơn rồi đây nha anh em. Sơn đẹp nha. Ốc bán sáng đẹp nha anh em ơi. Sơn là sơn đẹp nha, không có sơn xịn nha anh em. Cao su gác chân, cao su gác chân sau ha, trước sau đều thay mới nha, chống nghiêng chống đứng thay mới nha anh em. Bánh nhôm gác chân cũng thay mới luôn ha, tập luôn, cục sau thay mới luôn nha anh em, thay mới nha. Dàn cam thay mới nha, đây thay mới nha anh em. Rồi đồng hồ mới luôn nha, được rồi mình gấp vô mình có chạy khách thử nha anh em, được 6 km thôi nha. Chức năng hoạt động đầy đủ nha nè, công tắc đồ mình thay mới hết nha, bình đề thay mới luôn nha nè, bình đề mình thay mới luôn nha, bình hữu gớt nha, bình mới thay luôn, nó cho anh em yên tâm về sử dụng nha. Dành cam thay mới hết rồi nè, mà sáng đẹp mà bô thay mới luôn nè nè. Cái bộ mới luôn nha. Máy thì sạch sẽ không có sự nhớt nha nè. Ổ khóa thả mới luôn anh em ạ. Ổ khóa chiếc xe thả mới hết nha. Người khổ là khóc nha. Quay 50 xe mới. À, xe này Hoàng bán giá 9,5 triệu nha nè. 9,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu cũng như sử dụng có liên hệ với Hoàng hoặc đến trực tiếp cửa hàng Hoàng rồi cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa cho thành An Giang nha. Để Hoàng có trao đổi xe cũ, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha cả nhà. Rồi xin chào cả nhà, hàng gặp nhà mình ở video có ha. Xin chào và hẹn gặp lại.